Hello anh em, lại là Hoàng đây. Hôm nay thì mình sẽ review chiếc máy chơi game, những cái tựa game 8 bit ngày xưa mà tầm anh em mình khoảng độ 9x đổ về trước ấy. Thì chúng ta cùng xem là chiếc máy chơi game này 400 game cơ, có gì hay nhá. Ở đây là nhân vật chính của chúng ta. Bây giờ thì sẽ cùng mở hộp thôi. Mở hộp khá đơn giản, hơi méo một chút cho các quá trình vận chuyển. Đây, trong hộp không có gì. Đây là chiếc máy của chúng ta này, sách hướng dẫn sử dụng này, một cọng cáp micro USB chắc là để sạc, bây giờ cọng sạc ở đây, và một dây dẫn sang TV để cắm trực tiếp từ chiếc máy chơi game sang TV. Ok, nhưng mà chúng ta tập trung vào chính thôi. Thiết kế khá đẹp đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy là đây Sup đấy, là giống một tên hãng thời trang Supreme rất nổi tiếng. Bên trên thì có nút này chắc nút nguồn. Đúng rồi, đây là nút nguồn, nút cổng micro USB để sạc pin, và có một lỗ cắm để rách chuyển đổi để cắm sang TV. Cạnh trái thì không có gì. À, có một là con lăn để lăn tăng giảm âm lượng. Cạnh dưới không có gì. Cạnh phải trống trơn. Và mặt sau là một chỗ khay để pin. Thì đây là viên pin của Nokia BL5C, chúng ta thường thấy trên những cái dòng Nokia 110i ngày xưa ấy, 1500 mAh, viên pin là BL5C. Ok, sơ qua như vậy thôi, chúng ta sẽ cùng bật chiếc máy lên để nghịch nào. Trông khá to và dày nhé mọi người nhé, tuy nhiên thì cầm tay khá là nhẹ. Bật lên, à, có một ngọn đèn đây, loa đây, tăng loa này, giảm loa này, mọi người nghe thấy không? Đó. Rồi, ta mắc loa đi. Loa thì hơi rẻ, đây có hai lựa chọn là tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Trung Quốc. Đó. Thì đây, thì màn hình cũng khá là đẹp. Với giá là 150.000 thì... À, bóc luôn này ra. Úi dồi. Ây dồi. Tung vào màn hình rồi. Đó. Với giá là 150.000 thì mình thấy đây là một thiết bị cũng khá là đáng... khá là hay ho. Nhưng thì... cái phần màn này có thể nó dán chưa chặt lắm nên hơi bung ra, nhưng ấn vào là được rồi, không sao. Ok, 150.000 chấp nhận được. Đây rất nhiều game mọi người nhá. Super Mario đây quảng cáo là 400 game, thì mình hiện tại thấy một cái hàng đây là 10 game này. Đấy, 400 game nhưng mà chắc là không thể nào chết được đâu. Ui nhiều thế. Không biết có bị lặp lại không. Donkey Kong này. Donkey Kong một game 3 tháng 4. Mình nghĩ có khả năng sẽ bị lặp lại rồi đấy. Khá nhiều game. Ok, bây giờ cứ cho thử những game này đã. Chơi gọi nhầm rồi. Gì đấy? Chơi thử game Mario trước. Một tựa game huyền thoại rồi. Đó, mà thấy tốc độ mở app rất là nhanh. Không biết là con này cấu hình chip RAM nào. Ui, chết rồi. Hơi fail nhỉ. Màn hình thì mình thấy đánh giá là khá là sáng. Độ sáng nhìn chung khá ổn. Các nút bấm phản hồi tốt. Tuy nhiên thì loa đúng là hơi rè. Loa hơi rè. Bù lại thì cái màn hình này mình đánh giá khá ok. Tuy nhiên góc nhìn thì thấy là không được à. Không phải là quá là một màn hình, tức là không phải là quá kém. Mình thấy là dù mình có chỉnh các góc đây, nhưng mà cái góc nhìn góc nhìn không không bị thay đổi nhiều. Ok, chết rồi. Mình không giỏi cái trò này rồi. Rồi, hot game ấn R, hot game nhá, ra hẳn luôn. Thử chơi con tra thế nào. Đó, ngày xưa mình chơi những game này mình kiểu rất là kinh khủng cơ. Nhưng mà bây giờ qua thời gian là mai một rồi. Đây, mình thấy màn hình quen không? Ngày xưa là ấn cứ lên xuống để hack được 30 mạng ấy. Rồi, đây rồi. Con cha. Úi chết rồi. Thấy không? Các nút bấm khá là ok nhá. Không hề có hiện tượng là bị phản hồi chậm hay sao. Tốc độ phản hồi này mình đánh giá là chắc phải ngang với iPhone 11 mới ra đấy. Rất nhanh đúng không ạ? Ok đó. Thế ngày xưa mình đã phá đảo trò rồi cơ. Trong ai không biết thì thuật ngữ phá đảo của game này, thuật ngữ phá đảo của các game online bây giờ, hay cả game offline nữa, là bắt nguồn từ game con tra này.
khi mà bạn hoàn thành tất cả các màn chơi thì sẽ hiện ra cái hình một hòn đảo nó bị hỏng, nó bị nổ. Từ đó thuật ngữ phá đảo nó xuất hiện và vẫn còn tới bây giờ. Các anh em sinh sau đẻ muộn có thể là bây giờ mới biết đó. Giá là với những anh em nào mà đầu cuối 9x trở về trước thì sẽ mua này cũng rất là hợp lý. Vậy là mình đã xong chiếc máy chơi game Supreme 400 game cực kỳ là hay ho này rồi. Thì không biết anh em thấy sao về chiếc máy chơi game này, có xứng đáng để bỏ ra 150.000 để trở về tuổi thơ hay không? Hãy để comment bên dưới nhé. Ok, vậy thôi, chào anh em.